mẫu pyjama tay tay dơi gọn sóng nè, kiểu gọn sóng đang hot trên thị trường mấy ngày nay nha mấy chị. Vải măng rô nha, đây mấy chị ơi, coi bông giùm em nha, bông nào cũng đẹp, bông nào cũng xinh. Trời ơi, cái bông này nó đẹp, vải măng rô 5 bông, mẫu này cái tông này có 5 bông, xưởng mới ra 5 bông. Họa tiết LV, mặt lên đảm bảo sang, Dior. Rồi buông ra đi, mấy cái họa tiết tối tối này mặt lên trắng da lắm. Ây da, nó chụp vô đầu em mấy chị. Ây, gọn gì nè, xuống một cái, vô cái tay này xuống một cái, bẻ xuống một cái là ra cái áo rồi đó. Đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá. Form này từ em ơi đang quay video. Form này từ 45 đến tầm 60 kg, vải măng rô nha. Đó. Tài đẹp quá trời mấy chị ơi. Cái kiểu này mặt che bụng rất là tốt, che đùi rất là tốt luôn, mà mặt lên nhìn sang lắm. Đi chơi cũng được, đi chợ cũng được, ở nhà cũng được, mặc lên nhậu cũng được luôn mấy chị. Đó, ăn nhậu gì vậy, mặc pyjama này cũng đẹp luôn, cỡ nào hoàn cảnh nào cũng đẹp. Đường mai này mấy chị thấy không, đẹp nhất đất. Mấy chị dịch này mấy chị ở xa không có lên em lấy hàng được á, thì em quay như vậy cho mấy chị coi hàng hóa bên em nè, chất lượng bên em như thế nào nha. Bên em thì chuyên bán sỉ, mấy chị mà nhập số lượng lớn rồi có thể chuyển khoản trước giúp em nha, nếu mà tin tưởng chuyển khoản trước giùm em, còn không thì cọc giúp em ít cho em, tụi em đi hàng cho nó dễ. Nhưng mà hàng thì ưu tiên cho khách cọc, được chọn bông được thoải mái luôn, mấy cái bông này đẹp quá à. Mấy chị thấy ưng ý á thì đặt sớm giùm em nha, để còn hàng chứ đặt trễ quá hết hàng. Hàng thì có số lượng nhưng mà số lượng giới hạn, nhưng mà khách á, thì khách sĩ bên em số lượng nhiều, thành ra mấy chị mà chọn trễ là hết hàng á. Thích mẫu nào lên bóc liền cho em. Trời, cái quả xiết ngựa vằn này đẹp quá, đã vậy nó còn phối đỏ nữa. Ôi trời ơi, sao mà bữa nay toàn về siêu phẩm không à mấy chị. Mấy chị mà mới kinh doanh nó không biết bắt đầu từ đâu á, thì bắt đầu từ đồ bộ đi mấy chị. Mấy chục năm nay lúc nào người ta ở nhà nó cũng mặc đồ bộ mặc nhà hết. Rồi bắt đầu từ pyjama giùm em đi. Trời ơi, bán đã tay luôn. Về livestream bán người quen người thân gì đó, mà mấy chị bán, mới bán mấy chị bán cho người quen người thân thì nên lựa cái sản phẩm nó có chất lượng một tí. Mình đừng vì giá thành quá rẻ mà mình nhập về cuối cùng mình không bán được cho người thân. Hoặc là người ta mua một lần người ta nói ôi con nhỏ này nó bán đồ dởm quá không mua nó nữa đâu, này kia mất uy tín hết á mấy chị. Đó, nhập mấy cái hàng chất lượng này tí thì giá nó cũng mềm, cạnh tranh được mà giữ được khách. Mình bán cho người ta rồi người ta còn mua lại, chứ đừng bán xong rồi cái người ta đi luôn, đã vậy người ta còn cặp mặt mình nữa. Bên shop em là tồn tại á trên thị trường 7-8 năm nay là do bán hàng, ai bán giá rẻ bán, em bán hàng chất lượng, giá có thể cao hơn xíu nhưng mà khách em giữ được đó. Trời ơi nó đẹp quá. Hết cho em, hết bông rồi đó hả. Đường mai nó đẹp, đường mai tỉ mỉ, măng rô mà mấy chị cầm lên nó mướt, nó mềm, nó mướt, nó thấm hút mồ hôi, mà mặt lên nó sang lắm, đường mai rồi nó đẹp lắm, mặt lên là đáng đồng tiền bát gạo bộ đồ luôn. Mấy chị bỏ tiền ra mua bộ đồ này là xứng đáng luôn á.